Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin ngày hôm nay của Tin Nóng S. Nếu như các bạn thấy những bản tin của kênh tin Tin Nóng S hấp dẫn thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Các bạn chỉ việc ấn vào biểu tượng đăng ký được hiển thị phía dưới bên trái như trên màn hình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ kênh Tin Nóng S. Sau đây bản tin Tin Nóng S xin đưa đến cho quý vị những thông tin liên quan đến việc nồi hơi Palmyra, Tiger hợp binh Syria tổng lực tái chiếm. Hãng tin Al-Madad News ngày 28 tháng 12 dẫn nguồn tin quân sự trên vùng sa mạc phía đông tỉnh Homs cho biết quân đội Syria đang triển khai cuộc tấn công quy mô lớn trên chiến trường Palmyra. Đây là lần đầu tiên quân đội Assad triển khai tấn công trên chiến trường sân bay T4 trong suốt 10 ngày qua. Theo đó, quân chính phủ mà chủ công là Trung đoàn 800 đã đồng loạt triển khai lực lượng vào chiến tuyến của IS trên vùng ngoại ô ở phía đông sân bay quân sự chiến lược T4 Tayyad. Các phần tử Hồi giáo IS dù rất quyết tâm và dùng mọi cách để ngăn cản bước tiến của quân chính phủ nhưng vẫn bị tổn thất nặng nề. Trung đoàn 800 đã giải phóng hơn 10 km vùng lãnh thổ phía đông sân bay quân sự T4. Trước đó, theo truyền thông địa phương, ngày 27 tháng 12, trên vùng sa mạc phía tây thành phố Palmyra đã xuất hiện một cụm binh lực hơn 8.000 binh sĩ để chuẩn bị cho chiến dịch tấn công phiến quân IS trong khu vực thành cổ Palmyra và khu công nghiệp mỏ dầu khí then chốt của Syria. Lực lượng Tiger tiếp tục là đội quân đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch tấn công vào khu vực thành cổ. Phối hợp cùng Tiger là các lực lượng vũ trang Syria, bao gồm lữ đoàn diều hâu sa mạc, Liwa Sukur Ansara và Hezbollah, lữ đoàn Liwa Al-Quds, quân tình nguyện Palestine. Theo nguồn tin, các đơn vị quân đội Syria và Hezbollah đã sử dụng căn cứ sân bay T4 như địa điểm tập kết cho cuộc tấn công. Phương án tác chiến được đưa ra gồm hai mũi tiến công chủ yếu. Hướng Bắc, các lực lượng đánh vào khu vực mỏ dầu Alma, dãy núi Jazan, khu mơ dầu khí Sa'ir. Trong khi đó, ở hướng Đông, các mũi tiến công tập trung đánh vào thành phố cổ Palmyra. Việc điều thêm 7.000 binh sĩ cũng như tăng cường triển khai tấn công vào các vị trí của IS tại thành cổ Palmyra đang cho thấy quyết tâm lớn của quân chính phủ Syria trong cuộc chiến với phiến quân khủng bố. Trước đó, ngày 17 tháng 12, hơn 100 binh sĩ từ lực lượng Hezbollah đã đến phía đông tỉnh Homs để tham gia vào cuộc tấn công thành phố Palmyra sắp tới. Tương tự như các trận chiến trước đây, lực lượng Hezbollah sẽ thực hiện các trận đánh phối hợp với quân đội Syria dưới sự giúp đỡ của các cố vấn quân sự Iran, những người trực tiếp giúp đỡ và viện trợ cho lực lượng này. Lực lượng Hezbollah đã được triển khai trên chiến trường Palmyra. Ngoài ra, một nhóm binh sĩ Hezbollah cũng xuất hiện tại tỉnh Deir-Yor ở miền đông Syria. Nhưng đơn vị này tương đối nhỏ và hoạt động chủ yếu trên vùng sa mạc gần biên giới Iraq. Sự xuất hiện của Hezbollah trong khu vực gần sân bay quân sự T4 cho thấy các đơn vị quân đội Syria, lực lượng phòng vệ quốc gia NDF và quân tình nguyện dưới sự hỗ trợ của không quân Nga sẽ tiếp tục đổ về chiến trường của tỉnh Homs, chuẩn bị đòn đánh phía tây Palmyra. Nhờ sự bổ sung này, quân đội chính phủ Syria đã đẩy lùi được nhiều đợt tấn công nhằm chiếm lại các vị trí chiến lược của phiến công khủng bố. Điển hình như chiều ngày 26 tháng 12, sau 4 giờ giao chiến ác liệt, quân đội Syria đánh thiệt hại nặng binh lực của IS, đẩy lùi hoàn toàn cuộc tấn công của IS. Al-Madad News dẫn nguồn tin quân sự tại sân bay T4 cho biết, quân đội Syria tiêu diệt khoảng 25 chiến binh IS, phá hủy ít nhất 3 xe bọc thép được trang bị súng phòng không hạng nặng 23mm. Trong 2 tuần qua, quân đội Syria tiêu diệt khoảng 225 tay súng thánh chiến IS trên chiến trường sân bay T4.
IS cũng không đạt được kết quả nào đáng kể trong thời gian qua. Theo cựu chỉ huy quân đội Syria, Trần tướng Mohamed Saran, binh sĩ quân đội Syria có thể lấy lại thành phố cổ Palmyra từ tay khủng bố IS bằng một loạt hoạt động quân sự cường độ cao chỉ trong vòng chưa đầy một tháng. Cùng với lực lượng quân đội Syria, thời gian này, chính quyền Tổng thống Putin cũng đang dồn sức vào thành cổ Palmyra nhằm tiêu diệt dứt điểm phiến quân khủng bố. Phó chỉ huy thứ nhất của Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga ở Syria, Trung tướng Viktor Polokhov cho biết tình hình ở Palmyra cơ bản đã ổn định, nhiều cuộc tấn công của khủng bố IS đã bị đẩy lùi. Quân đội Nga đang giúp các quan chức quốc phòng Syria tổ chức cuộc phản công tại Palmyra, vị tướng người Nga thông báo. Rõ ràng, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nhiều đơn vị cùng phối hợp tác chiến, mốc thời gian một tháng để giải phóng thành cổ Palmyra không phải là quá khó khăn với quân chính phủ Syria vào thời điểm này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của Tin Nóng S. Để có thể theo dõi được toàn bộ những thông tin nóng hổi và mới nhất từ chúng tôi, quý vị hãy nhấn nút đăng ký ở bên dưới mỗi video. Xin chân thành cảm ơn.